Sáng ngày 19 tháng 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn bám sát chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy và có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác phổ biến, quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào thực chất, đảm bảo 100% cán bộ đảng viên đang sinh hoạt được phổ biến, quán triệt Công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, ổn định chính trị tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp. Việc triển khai quán triệt tổ chức thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bài bản trong toàn đảng bộ. Công tác thông tin thời sự và hoạt động của báo cáo viên các cấp duy trì nền nếp đáp ứng được yêu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội được củng cố và thực hiện thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền trang trí đô thị có đổi mới, an sinh xã hội luôn được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Cũng tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu chia sẻ về những kinh nghiệm cách làm sáng tạo trong công tác bảo vệ an toàn các nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo vệ an toàn thông tin mạng, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay. Công tác triển khai học tập nghị quyết, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân để cấp ủy chính quyền kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, định hướng dư luận trên địa bàn. Từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Thanh Hải biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của ban tuyên giáo thành ủy cũng như các địa phương đơn vị đạt được năm 2023 đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cần đổi mới trong việc đăng ký việc làm theo bác, những mô hình đăng ký thực hiện hiệu quả cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa tập trung nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tăng cường đổi mới, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đưa giáo dục lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các trường học. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình các thế lực thù địch để có biện pháp đấu tranh phòng ngừa. Nhân dịp này, 7 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.